Hôm nay mình xin mời anh chị em và các bạn cùng vào bếp để làm món bún gạo xào. Và cách xào như thế nào để cho bún gạo được rời ra không bị bết dính và không bị gãy. Chị em và bạn nào yêu thích món này thì xin mời cùng vào bếp. Cái phần nguyên liệu thì đầu tiên mình có ở đây là bún gạo. Đó, các bạn mua hiệu nào cũng được hết. Tỏi băm, hẹ, giá. Rau thì bạn thích ăn rau nào, mình dùng rau đó, có thể dùng cải cũng được. Cà rốt, hành tím, đậu hũ chiên. Cho 1 phần tư khắp dầu ăn vào chảo, 1 phần tư khắp là gần bằng 1 phần tư chén ăn cơm. Tỏi băm, mình cho tỏi vào lúc dầu còn lạnh luôn. Để lửa nhỏ cho dầu sôi lên từ từ. Khi tỏi vừa vàng thì mình tắt bếp và cho dầu tỏi ra chén. Một gói bún khô như vậy là 500 g, nhưng mà mình chỉ dùng nửa gói thôi là 250 g. Thì trong một gói nó có 4 miếng như vậy. Đó, mình chỉ dùng 2 miếng thôi. Nấu nước sôi cho vào ngâm bún khô. Mình ngâm ngặt luôn. Sẽ ngâm từ 3 cho đến 4 phút, mình không ngâm quá lâu nha các bạn. Ngâm quá lâu thì bún nó sẽ bị nhão, bị gãy. Đậu hũ cắt miếng. Cà rốt cắt sợi, hành tím băm nhỏ. Sau khi ngâm được 4 phút rồi thì mình có thể dùng kéo để cắt cho ngắn bớt. Rồi đổ ra rổ để cho ráo nước, không cần rửa qua với nước lạnh. Mình pha sốt xào, nửa muỗng canh đường, một muỗng cà phê hạt nêm gà. Hai muỗng canh nước tương. Nửa muỗng dầu hào. Chút xíu tiêu. Đây là dầu tỏi phi lúc nãy. Mình chai vô nửa muỗng.
Chảo này lúc nãy mình phi dầu tỏi đó. Bây giờ mình cho vào một ít dầu. Làm tím. Phi thơm hành tím, sau đó cho giá vào. Xào giá trên lửa lớn, mình sắp đều. Thêm hạt lim gà cho vừa ăn, một chút muối, cho đậu hũ vào luôn. Xào giá vừa chín tới mình cho ra khô. Dầu ăn. Cho cà rốt vào xào. Xào 1 phút cho cà rốt chín. Xào lửa lớn. Hẹ vừa xìu xìu xuống thì mình cho bún khô vào. Mình xào một ít rau, sau đó cho bún vào thì bún sẽ không dính vào đáy chảo và cũng sẽ không dính vào với nhau. Mình cho một ít dầu tỏi vào cho thơm cũng như là cho bún nó không có dính á. Tùy ý thích các bạn nha, cho nhiều hay ít. Rồi cho nước sốt vào. Mình chan nước sốt vào cho vừa ăn và có màu đẹp nữa. Nếu mà mình không có chan phần sốt này vào thì bún nó sẽ có màu trắng và cộng bún ăn nó không có đậm đà, nó lạt lạt. Mình chan từ từ thôi nha các bạn, cho vừa ăn thôi. Rồi mình xúc đều. Vậy là được rồi, mình sẽ tắt bếp. Xào lâu quá thì bún sẽ bị rảy, bị nhão. Tắt bếp xong thì mình trộn phần giá đậu hũ xào vào đây. Mình thích ăn nhiều hay ít thì mình trộn vào. Không có trộn phần nước xào nha các bạn. Mình chỉ lấy giá và đậu hũ thôi. Phần nước xào lúc nãy thì mình đừng có trộn vào, nó sẽ bị nhão bún. Món bún gạo xào của mình đã xong rồi. Món này có thể ăn chung với nước mắm hoặc là nước tương tùy theo ý thích của mỗi gia đình. Cảm ơn anh chị em và các bạn đã xem hết video clip này. Nếu anh chị em và các bạn yêu thích món này của mình thì bấm like, share, đăng ký kênh cũng như bấm chuông để ủng hộ cho kênh của mình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong món lần sau.